Ngày 2 tháng 4, giá vàng nhẫn tăng mạnh, lập đỉnh cao mới. Cập nhật mới nhất sáng sớm hôm nay, ngày 2 tháng 4, giá vàng nhẫn tăng mạnh theo xu hướng của thế giới. Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu đã vượt đỉnh cũ. Đáng chú ý, giá vàng nhẫn SJC lần đầu tiên cán mốc 71 triệu đồng một lượng. Cụ thể, công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng thăng long ở hai chiều mua bán, tại mức 70,18 và 71,38 triệu đồng một lượng, tăng 450.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước. So với đỉnh cũ 70,08 triệu và 71,38 triệu đồng một lượng ở hai chiều mua vào bán ra được thiết lập vào ngày 11 tháng 3, giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng thăng long sáng nay đã vượt 100.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua còn chiều bán bằng nhau. Tương tự, giá vàng nhẫn tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng tăng mạnh, lập đỉnh mới. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9.999 hai chiều mua bán lần lượt ở mức giá 70,1 và 71,35 triệu đồng một lượng. So với phiên trước, giá vàng nhẫn tại Doji đã tăng 600.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và bán. Giá vàng nhẫn của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC hôm nay cũng tăng mạnh và lần đầu tiên cán mốc 71 triệu đồng một lượng. SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9.999 loại 1-5 chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh hai chiều mua bán ở mức 69,75 triệu và 71 triệu đồng một lượng, tăng 550.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên trước. Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận P&J cũng tăng nhanh. Vàng nhẫn của P&J tại thành phố Hồ Chí Minh vào trưa nay được mua, bán ở mức giá 69,7 triệu và 70,95 triệu đồng một lượng, tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều mua và tăng 450.000 đồng một lượng ở chiều bán so với phiên trước. Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng nhẫn dao động từ 1,2 đến 1,25 triệu đồng mỗi lượng. Đối với vàng miếng, theo khảo sát giá vàng miếng SJC ghi nhận chiều tăng 200.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, chiếm lại mốc 81 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Hiện giá vàng miếng SJC được niêm yết tại Hà Nội ở mức 78,5 triệu và 81,02 triệu đồng một lượng, lần lượt tại mua vào và bán ra, giảm 500.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với chốt phiên. Doji giảm giá vàng miếng 800.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và hạ 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức giá 78 triệu và 80,6 triệu đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng cao, thiết lập kỷ lục mới. Khảo sát sáng sớm ngày 2 tháng 4, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.260 USD ounce, tăng 27 đô la Mỹ. Giá vàng quốc tế tăng vọt sau số liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE, thước đo lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, leo thang trong tháng 2. Song chỉ số PCE lõi ở mức thấp nhất gần 3 năm. Thông tin này củng cố khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 6 tới. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới hiện có giá hơn 68,03 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế, phí. Giá vàng miếng SJC đang cao hơn 12,99 triệu đồng một lượng, còn giá vàng nhẫn SJC đắt hơn 2,97 triệu đồng một lượng so với giá vàng thế giới. Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất. Bước sang tháng 4 năm 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank đã công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, với mức điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng giảm còn 1,6% một năm. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 1,9%, còn lãi suất kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng giảm còn 2,9% một năm. Kỳ hạn 12 tháng giảm từ 4,7% xuống còn 4,6%. Lãi suất những kỳ hạn từ 12 tháng trở lên vẫn được giữ nguyên ở mức 4,7% một năm. Như vậy, sau kỳ điều chỉnh này, lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng trở lên của Vietcombank đã xuống thấp nhất trong nhóm Big 4. Cũng trong ngày đầu tháng 4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh Vượng và Phát triển PGBank đã công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Trong đó, PGBank chỉ giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng, xuống còn 3,8% một năm. Các kỳ hạn tiền gửi còn lại vẫn được giữ nguyên lãi suất. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng là 2,6%, 2 tháng là 2,7%, 3 tháng là 3%, 12 tháng là 4,3% một năm, 13 tháng là 4,5% và 18 tháng là 4,8% một năm. Lãi suất huy động cao nhất tại PGBank hiện là 5,2% một năm,
áp dụng cho tiền gửi các kỳ hạn từ 24 đến 36 tháng. Trước đó, đã có 25 ngân hàng thương mại giảm lãi suất trong tháng 3 với một số ngân hàng điều chỉnh từ 2 đến 3 lần. Tuy nhiên, mức độ giảm lãi suất của các ngân hàng trong tháng 3 cũng không còn lớn như các tháng trước. Bên cạnh đó, có 4 ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong 2 tuần cuối tháng 3 vừa qua. Theo đó, VPBank đã áp dụng biểu lãi suất huy động mới từ ngày 27 tháng 3 với việc điều chỉnh tăng ở tất cả kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại ngân hàng tăng nhẹ 0,1% so với trước đó, trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 2 đến 36 tháng đồng loạt tăng 0,2% một năm. Ngày 22 tháng 3, Eximbank cũng tăng thêm 0,3 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng. Theo đó, kỳ hạn 1 tháng tăng lên 3,1% một năm, lãi suất kỳ hạn 2 tháng là 3,3% một năm và lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng là 3,4% một năm. Tại ngân hàng SHB, biểu lãi suất tiết kiệm mới có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 2024 và tăng ở khá nhiều kỳ hạn. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại ngân hàng tăng thêm 0,2 điểm phần trăm lên 2,8%. Đối với kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm tăng 0,1 điểm phần trăm lên 2,8% một năm. Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm tại SHB cũng tăng 0,1 điểm phần trăm lên 4,9% một năm. Kỳ hạn từ 13 đến 15 tháng tăng 0,2 điểm phần trăm lên 5% một năm. Kỳ hạn 18 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm lên 5,2% một năm. Sài Gòn Bank áp dụng biểu lãi suất huy động mới từ ngày 18 tháng 3 năm 2024. Trong lần điều chỉnh này, ngân hàng đã điều chỉnh tăng từ 0,1 đến 0,4 điểm phần trăm lãi suất huy động tại các kỳ hạn trên 12 tháng. Trong báo cáo phân tích mới công bố, chứng khoán MB, MBS cho rằng lãi suất đầu vào có khả năng tạo đáy trong quý 2 năm 2024 và cải thiện nhẹ trong bối cảnh khả năng kinh tế hồi phục và tín dụng dần cải thiện. Giá ga bán lẻ trong nước tháng 4 lần đầu tiên giảm. Giá ga bán lẻ trong nước tháng 4 đã quay đầu giảm nhẹ kể từ hôm nay mùng 1 tháng 4. Như vậy, giá ga bán lẻ trong nước đã lần đầu tiên giảm kể từ đầu năm đến nay. Theo đó, các hãng ga sẽ giảm giá với loại bình ga 12 kg với mức giảm 4.500 đến 5.000 đồng bình. Cụ thể, giá ga bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm VAT tháng 4 năm 2024 tại thị trường Hà Nội là 456.100 đồng bình dân dụng 12 kg, 1.824.300 đồng bình công nghiệp 48 kg, lần lượt giảm 4.640 đồng bình 12 kg và 18.460 đồng bình 48 kg đã bao gồm VAT. Theo ông Nghiêm Xuân Cường, trưởng phòng kinh doanh ga dân dụng và thương mại, tổng công ty ga Petrolimex, nguyên nhân giảm giá lần này do hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng 4 năm 2024 ở mức 617,5 USD tấn, giảm 17,5 USD tấn so với tháng 3 năm 2024 nên tổng công ty thực hiện điều chỉnh theo mức giảm tương ứng. Trên thị trường thế giới, mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 1 tháng 4, giá khí tự nhiên hóa lỏng LNG, ga, giảm 1,2% xuống mức 1,73 USD tư đối với hợp đồng khí ga tự nhiên giao tháng 5 năm 2024. Theo dự báo của Wood Mackenzie, tổ chức nghiên cứu về năng lượng của Vương quốc Anh, năm 2024 nhu cầu về khí tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng, LNG, toàn cầu giảm. Trong khi lượng dự trữ lớn cùng với thời tiết mùa đông ôn hòa ở Bắc Bán Cầu sẽ giữ giá khí đốt toàn cầu trong năm 2024 ở mức tương đối yếu. Giá khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng LNG sẽ tiếp tục giảm trong năm 2024. Giá tại châu Âu đã giảm 45% xuống còn 10 USD tư trong 3 tháng qua. Cũng theo Wood Mackenzie, giá LNG năm 2024 sẽ thấp hơn trong phần lớn thời gian của năm ngoái, đặc biệt là giá kỳ hạn. Tăng trưởng nguồn cung LNG toàn cầu sẽ vẫn ở mức 14 triệu tấn, nhưng với nhu cầu LNG của châu Á vẫn còn yếu, sự cạnh tranh về LNG khó có thể nóng lên. Giá xăng dầu ngày 2 tháng 4 tiếp tục tăng mạnh. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 1 tháng 4 năm 2024 được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15 giờ ngày 28 tháng 3 của Liên Bộ Tài chính Bộ Công Thương. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng lên mốc 23.625 đồng lít, xăng RON 95 lên mốc 24.816 đồng lít. Tuy nhiên, giá dầu diesel trong phiên này được điều chỉnh giảm xuống mốc 20.693 đồng lít, dầu hỏa cũng điều chỉnh giảm xuống còn 20.879 đồng lít. Đối với dầu mazut trong phiên điều chỉnh lần này vẫn tiếp tục được điều chỉnh tăng, cụ thể, tăng lên mốc 17.145 đồng trên kg. Theo lý giải của Bộ Công Thương, giá xăng dầu trong nước có sự thay đổi như trên do chịu ảnh hưởng của các yếu tố như
nhiều cơ sở hạ tầng lọc hóa dầu của Nga phải giảm công suất hoạt động do ảnh hưởng bởi các hoạt động quân sự của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng này. Chính phủ Nga yêu cầu các công ty năng lượng trong nước cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô như đã cam kết với OPEC cộng. Tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn tiếp diễn. Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm đan xen tùy từng mặt hàng. Trên thế giới, ghi nhận trên Oil Price lúc 4 giờ 40 phút ngày 2 tháng 4 năm 2024, theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI ở mốc 83,11 USD một thùng, tăng 2,24%, tương đương tăng 1,82 USD một thùng. Tương tự, giá dầu Brent ở mốc 87,07 USD một thùng, tăng 1,86%, tương đương tăng 1,59 USD một thùng. Tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 1,9 tỷ USD. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến hết tháng 3 năm 2024, xuất khẩu cà phê đạt gần 799.000 tấn, đạt tổng kim ngạch 1,9 tỷ USD. Với giá xuất khẩu hiện nay từ 3.500 đến 4.000 USD một tấn, nếu duy trì mức giá như hiện nay, cả năm 2024 sẽ đạt khoảng 5 tỷ USD. Đáng chú ý, giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh, bình quân 3 tháng đạt 2.373 USD một tấn. Về chủng loại, Việt Nam tăng xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica, nhưng giảm xuất khẩu cà phê Excelsa và chế biến. Về thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Robusta sang nhiều thị trường như Italia, Tây Ban Nha, Nga, Indonesia, Bỉ, Trung Quốc, Philippines. Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về sản xuất và xuất khẩu cà phê và vị trí số 1 về xuất khẩu cà phê Robusta. Cà phê Việt đã có mặt ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Gần 60.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý 1 năm 2024. Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội quý 1 năm 2024 của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 3, cả nước có 14.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 64,3% so với tháng trước và giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, có hơn 3.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, tháng 3 ghi nhận 4.139 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 4.980 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 1.412 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Tính chung quý 1 năm 2024, cả nước có 59.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có gần 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 73.900 doanh nghiệp, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có gần 24.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!